Hoàng Lê Thiệp xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Video trước thì quý vị đã được xem tác phẩm Hồng Cước Hạ Sơn của em Đạt trong cái khuôn viên vườn cảnh Tân Triều, Triều Khúc. Bây giờ thì có rất là nhiều anh em Đông Anh ngày hôm nay đến đây để giao lưu. Video này thì tôi sẽ chia sẻ hình ảnh những cái cây trong cái khuôn viên này. Hồng Cước Hạ Sơn. Một cái vườn rất là đẹp, rộng. Và đặc biệt là trong cái vườn này thì có khá là nhiều cái tác phẩm đẳng cấp. Trước mắt quý vị và bạn là tác phẩm Đại Thụ Đầu Thôn, một cái đa rất là nổi tiếng trong nền sinh vật cảnh của Việt Nam, trong làng cây. Tôi cũng đã ghi hình tác phẩm này vài lần. Chúng ta thấy là đặc điểm tác phẩm này nó là hệ thống bệ. Tác phẩm rất quý. Ý nghĩa của cái tác phẩm này, giá trị nhân văn của tác phẩm này thì tôi đã viết rất là chi tiết theo cái thông tin cung cấp của anh Vũ Minh Châu, chủ cái tác phẩm Đại Thụ Đầu Thôn này, trong cái bách khoa toàn thư cây nghệ thuật Việt Nam, rất chi tiết cả gia phả, quá trình sở hữu và tạo tác, và cả những giải thưởng đối với tác phẩm này trong các kỳ cuộc triển lãm. Mặt trước ơi, mời bàn nhá. Nhưng mà giấy mai là phải giấy, nó phải có rồi nhá, nhá. Nhanh nhá. Giờ thì tôi sẽ ghi hình thêm một số các cái cây trong khuôn viên này để cho quý vị anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng và giao lưu với nhà vườn. Trong cái vườn cảnh Tân Triều này thì có một số anh em hợp tác, một số anh em trưng bày ở đây, tạo thành một cái khối, một nhóm chơi rất là chất lượng. Bây giờ thì quý vị đang được chiêm ngưỡng một cái cây si thật sự là đẳng cấp, rất là quý. Không biết là của ai trong cái vườn này, nhưng ta nói chung là vườn của vườn cảnh Tân Triều, một cây si quý thực sự luôn. Ở vườn này thì có một nghệ nhân rất là giỏi, là anh Vũ Minh Châu, vừa là chủ ở cái tác phẩm Đại Thụ Đầu Thôn, nhưng cũng vừa là một nghệ nhân rất tài năng. Đấy, nhìn những cái cây mà có cái đường nét nghệ thuật như thế này hoặc là như thế này thì là chúng ta đã có thể thấy được là cái tính nghệ thuật, sự khác biệt trong mỗi cái đường nét tạo tác của anh Vũ Minh Châu, rất ấn tượng. Với tất cả những cây mà anh Châu tạo tác thì chúng ta có thể thấy là nó có nhiều góc nhìn, đa phương diện. Ở cái góc cạnh nào nó cũng rất đẹp.
Bây giờ có rất nhiều anh em đồng anh sang đây giao lưu. Tuyệt đẹp luôn. Cái đường nét rất là đương đại. Chúng ta có thể thấy nó mềm. Đây cũng là một cái để chúng ta học hỏi, đáng học hỏi. Hoàng Lịch Thiệp thay mặt anh em Triều Khúc, anh em vườn cảnh Tân Triều, kính mời tất cả quý vị anh em làng cây, chúng ta hãy dành chút thời gian, dành một ngày để đến tham quan và giao lưu với anh em ở trong khu vực Tân Triều Triều Khúc này. Tất cả cây trong cái khuôn viên này thì đều có thể giao lưu. Đấy, quý vị có thể thấy là những cái đường nét tạo tác của anh Vũ Minh Châu rất đặc biệt. Một cái vườn khá là rộng, tạo tác theo nhiều phong cách. Đấy, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cái phôi thôi. Nhưng mà những cái cốt này quả thật là những cái cốt quá là đặc biệt. Rất đáng để cho quý vị anh em lưu tâm. Đường nét rất là mềm mại và luôn luôn có một cái độ dị, độ phiêu. Đặc biệt là nó nhũn, nó mềm tất cả từ thân cho đến bệ gốc. Kể cả là không giao lưu thì chúng ta cũng nên đến đây để mà học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Đây nữa là cái tác phẩm tương lai rất quý. Ở góc nhìn nào chúng ta cũng thấy nó phiêu. Lối tạo tác cắt giật rụt rịt, mà không chỉ là cắt giật thân mà còn cắt giật cả chi, cành và rễ nữa. Đấy. Trong cái cấu tạo thân có thể được tạo ra những cái đường hườm hốc, độ méo mó. Ở đây có một cái tác phẩm mang tính nghệ thuật rất cao, và khi bước vào vườn này tôi cũng rất ấn tượng. Ngoài những tác phẩm đã có thương hiệu thì đây cũng là một cái tác phẩm đáng để chúng ta lưu tâm. Một cây đổ rất đẹp, nó giống như dòng suối dốc rách uốn lượn chênh vênh trên một mỏm đá đổ huyền. Đường nét quá là điệu đà, nét nghệ thuật cực cao. Ở mặt nào chúng ta cũng nhìn thấy nó rất đẹp. Cái xì cổ thì búp rất đỏ, già đến răm. Ông mà cái thành lập ông Châu ơi, đi vào thành lập công ty ấy. Ở đây có một cái tác phẩm tôi cũng đánh giá rất cao về mặt bố cục sắp xếp bông tàn và đường nét đá bệ xử lý rất gọn gàng, nhưng đảm bảo cái yếu tố mềm mại và chặt chẽ, nhưng cũng không kém phần gầm gừ, không kém phần đặc sắc. Người ta có thể nhìn thấy nó rất là méo,
méo từng chi tiết. Rất hiếm khi mà chúng ta nhìn thấy được những cái nét cứng của một cái tác phẩm trong này. Hầu như đều nó được xử lý một cách triệt để. Bố cục sắp xếp các bông với những cái khoảng cách tỷ lệ cực kỳ chặt, cực kỳ chuẩn. Tác phẩm thật sự rất là đẹp. Tương lai cũng là một cây rất quý. Mang giúp em một cái bếp từ lên đây nhá. Phải thừa nhận là trong vườn này quá nhiều cây đẹp và tiềm năng. Chiều khúc cũng là một cái nôi tạo tác ra rất nhiều những cây xanh cổ mang nét đặc trưng, có những cái nét riêng. Và bây giờ thì chúng ta lại được thấy nó hiển hiện ngay tại trước mắt. Phong cách tạo tác quả thật là rất là chiều khúc, rất là cổ kính, nhưng mà lại được pha trộn với đường nét đá tạo ra một sự bề thế chặt chẽ từ bệ cho đến thân cây như toàn bố cục. Rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy cái sự mất tỷ lệ. Đường nét đá luôn được trau chuốt và xử lý rất tỉ mỉ từng cái chi tiết rễ. Vườn này rất nhiều cây hoàn thiện. Và hoàn thiện đến cái độ mịn. Ở đây có rất nhiều những cái giá trị nghệ thuật, giá trị về mặt là kỹ thuật tạo tác. Có lẽ là thời gian tới tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn ở đây để nhờ một số anh em là nghệ nhân chia sẻ những cái kinh nghiệm làm đá, kinh nghiệm mà xử lý hệ thống bệ cũng như là chăm nuôi để tạo ra thành những cái tác phẩm như thế này. Dễ được xử lý một cách triệt để. Quý vị có thể thấy đấy. Rất khác biệt. Cây nào ở đây cũng rất là chất lượng. À, những cái cây phôi đang nuôi khá rậm như thế này. Nhưng quý vị có thể thấy là cái cách mà xử lý ở đây là triệt để luôn. Bệ rễ thân luôn luôn rất mềm mại. Cây song siêu cực mềm luôn. Cây xanh cổ chiều khúc có một cái đặc điểm chung là phô diễn được toàn bộ cái cấu tạo trên thân, từ thân, cái cành, cái tay, cái chi, rồi có thể là cả dăm nữa. Và nó cũng có thể được quan sát ở các mặt đều mở. Đó, mình có thể thấy là mặt nào nó cũng bậy, mặt nào cũng mở, nhìn hết được lộ cốt, khoe thân, kể cả những cái cây cổ tán bông tán to như thế này, xưa gọi là tán bì, tán đĩa. Đó, rất là quý. Ở cái video này thì tôi sẽ xin dừng tại cái tác phẩm này và sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn tại một thời điểm khác. Bây giờ thì thời tiết nó quá tối, sợ rằng là ghi hình nó ảnh hưởng đến chất lượng và cái giá trị của cây.
Hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn trong video tiếp theo. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các cái video mới.